Nữ quái dụ dỗ, dỗ hàng loạt đàn ông vào nhà nghỉ rồi trộm tài sản. Cụ già U80 cũng không thoát. Lật tẩy chiêu lừa biến giấy đen thành đô la Mỹ của Việt Kiều Dỏng. Nam thanh niên suýt mất mạng sau khi dùng rác hơi chữa ung thư máu. Triệt phá nhóm đối tượng lập sàn giao dịch giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 30 tháng 9, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa di lý Nguyễn Thị Giang, 42 tuổi, chú huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội về Đà Nẵng bàn giao cho cơ quan thi hành án xử lý theo quy định. Cụ thể vào tháng 3 năm 2017, qua mạng xã hội, Giang kết bạn và làm quen với ông C, 74 tuổi, chú Bắc Ninh. Sau thời gian quen biết, Giang hẹn ông C đến một nhà nghỉ ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội để tâm sự. Tại đây, ông C đi tắm, lúc sau quay ra thì phát hiện chiếc ví bên trong có 4 triệu đồng và giấy tờ đăng ký xe máy đã bị mất và cũng không thấy Giang đâu. Ông C hỏi thì được lễ tân nhà nghỉ cho biết, Giang tự xưng là vợ của ông, lấy chìa khóa xe máy đi công việc. Từ đơn trình báo của ông C, công an phường Phúc Đồng phối hợp với công an quận Long Biên điều tra bắt giữ Nguyễn Thị Giang. Tháng 3 năm 2018, Giang bị tòa án nhân dân quận Long Biên tuyên phạt 10 tháng tù về tội trộm cắp tài sản nhưng cho hưởng án treo vì đang nuôi con nhỏ, thời gian thử thách là 18 tháng. Tuy nhiên, khi đang chấp hành án, Giang đã từ Hà Nội bỏ vào Đà Nẵng tiếp tục mua trai đàn ông và nhà nghỉ vui vẻ để ăn trộm tài sản. Theo đó, tháng 4 năm 2018, Nguyễn Thị Giang từ Hà Nội vào Đà Nẵng dùng tên giả là Hương để làm quen với anh PM, 33 tuổi, chú thành phố Đà Nẵng. Sau thời gian làm quen, trò chuyện, tối ngày 8 tháng 5 năm 2018, Giang và anh M hẹn gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Tôn Thất Đạm, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Cả hai ăn uống, hát karaoke rồi cùng thuê nhà nghỉ để ngủ qua đêm. Dạng sáng ngày 9 tháng 5, lợi dụng anh M đang ngủ say, Giang lấy trộm một sợi dây chuyền gần 6 chỉ vàng, một mặt dây chuyền móng động vật bọc vàng, trong đó có 3 phân vàng, một nhẫn vàng nín đá, trong đó có 5 phân vàng và 500.000 đồng rồi bỏ trốn. Đến khi thức dậy, không thấy bạn gái đâu, kiểm tra thì phát hiện mất toàn bộ số tài sản nói trên, anh M trình báo công an phường Tam Thuận, quận Thanh Khê. Từ hình ảnh anh M cung cấp, cơ quan công an khẩn trương truy xét và bắt được Giang. Tiếp tục đấu tranh, cơ quan công an xác định Giang là người đang chấp hành án tù treo nhưng từ Hà Nội bỏ vào Đà Nẵng để lừa tình, trộm tiền. Tháng 10 năm 2018, Giang bị Tòa án Nhân dân quận Thanh Khê tuyên phạt 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, đồng thời chuyển 10 tháng tù treo của bản án trước thành tù giam, buộc Giang chấp hành tổng cộng 25 tháng tù. Lợi dụng được hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ, Giang bỏ trốn, bị truy nã từ tháng 10 năm 2023 và đến cuối tháng 9 năm 2024 thì bị Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an thành phố Đà Nẵng, phối hợp với các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội vận động ra đầu thú. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ Đinh Xuân Quang, 37 tuổi, chú xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin có đối tượng khả nghi lừa đảo người dân để chiếm đoạt tiền nên đã cử trinh sát vào cuộc điều tra. Theo đó, trong quá trình đối tượng mang vali tiền giả đến một khách sạn trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi để thực hiện hành vi lừa đảo thì Công an ập vào bắt quả tang. Bước đầu làm việc với công an, Đinh Xuân Quang khai nhận thông qua mạng xã hội có quen biết với chị LTBM, 31 tuổi, chú tỉnh Đắk Lắk, hành nghề kinh doanh bất động sản. Từ đó, Quang giới thiệu là Việt kiều Mỹ, hiện đang có 2 triệu đô la Mỹ và muốn hợp tác đầu tư. Để tạo lòng tin cho chị M, trước khi hẹn gặp nhau ở Hà Nội, Quang chuẩn bị sẵn nhiều dấp giấy màu đen và cho đó là tiền mệnh giá 100 đô la Mỹ đã được ngụy trang. Tại buổi gặp. Quang lấy ra hai tờ tiền mệnh giá 100 đô la Mỹ đã được dùng bút màu tô thành màu đen và dùng nước rửa sạch màu để thành tiền 100 đô la Mỹ thật. Thấy chị M bắt đầu tin tưởng nên Quang chủ động rủ chị M làm ăn, trong đó cần đổi toàn bộ sắp giấy màu đen mà Quang dựng lên là tiền đô la Mỹ sang tiền Việt Nam. Tin lời Quang mang theo 2 triệu đô la Mỹ là thật nên chị M hẹn gặp đối tượng ở thành phố Quảng Ngãi để đưa 500 triệu đồng lấy số sắp giấy màu đen mà Quang cho rằng tiền đô la Mỹ được ngụy trang. Trong khi Quang và chị M đang giao dịch tại một khách sạn ở thành phố Quảng Ngãi, thì lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ngãi ập vào bắt quả tang. Được biết, Đinh Xuân Quang từng có tiền án, đồng thời đối tượng sử dụng căn cước công dân không chính chủ để thuê khách sạn, sử dụng mạng xã hội WhatsApp giao tiếp với bị hại. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng. Được kết luận bị ung thư máu, lơ sơ mi cấp, thay vì điều trị theo y học hiện đại, nam thanh niên 20 tuổi, quê Lào Cai, về nhà tự ý điều trị theo kinh nghiệm dân gian bằng cách bôi đắp một loại thuốc lên bụng, sau đó úp bát có hơi nóng kiểu rác hơi để chữa bệnh, kèm theo đó là tiêm thuốc không rõ nguồn gốc. Anh xuất hiện những tổn thương dạng bỏng hơi, chảy máu mũi từng đợt, mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, đau tức bụng, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày. Gia đình đưa đi cấp cứu, xét nghiệm máu cho thấy các chỉ số tiểu cầu và bạch cầu đều ở mức cảnh báo, tiên lượng tử vong cao. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Quân, phụ trách bộ phận ngoại ung bướu, Trung tâm ung bướu và y học hạt nhân, bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, nam thanh niên đến viện trong tình trạng mũi chảy nhiều máu đỏ tươi, phần da bụng phỏng nhiều nước, có tổn thương khá nặng. Việc mắc bệnh không tuân thủ điều trị theo chỉ định bác sĩ, tự ý điều trị hoặc điều trị theo phương pháp phản khoa học là vô cùng nguy hiểm với sức khỏe. Được biết, những người mắc bệnh mãn tính như tiểu đường, ung thư thận sức đề kháng, miễn dịch suy giảm. Vì thế, khi điều trị bằng phương pháp phản khoa học, chữa bệnh theo bài thuốc truyền miệng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng. Bác sĩ Quân cho hay, với bệnh nhân trên, nếu tuân thủ điều trị, bệnh có thể sẽ không tiến triển nặng, kéo dài được thời gian sống. Tuy nhiên, khi tự chữa bệnh ngoài có thêm các tổn thương ngoài da, bệnh ung thư máu sẽ nặng nề và nguy hiểm trực tiếp tới tính mạng. Chuyên gia khuyến cáo, người dân khi phát hiện ra bệnh hoặc biểu hiện bất thường trên cơ thể, Hãy đến các cơ sở y tế uy tín đảm bảo để thăm khám. Khi được chẩn đoán bệnh cần phải được điều trị kịp thời, tuyệt đối không chữa bệnh theo mẹo kinh nghiệm dân gian hay bài thuốc gia truyền chưa được kiểm chứng. Mới đây, công an tỉnh Quảng Nam cho biết, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn giao dịch giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập tàng chữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên quan đến cả người nước ngoài trên phạm vi cả nước. Công an khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng, gồm một đối tượng quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc và bốn đối tượng người Việt Nam gồm Huỳnh Ngọc Tuấn, sinh năm 1985, thường trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam, đang ở tại khách sạn Thiên Tân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Thị Thu Trang, sinh năm 1995, thường trú huyện Cờ Đông, Bắc, Đắk Lắk đang ở tại khách sạn Thiên Tân, Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Đình Toàn, sinh năm 1992, thường trú ở Đốc Tín, Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, đang ở tại Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tôn Huy Tọng, sinh năm 1983, thường trú Tam Sơn, Núi Thành, Quảng Nam, đang ở tại An Bình, Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tổng tăng vật, tài liệu tạm giữ, 4 xe ô tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop một máy tính bảng, 7 thẻ căn cước công dân và chứng minh nhân dân, có 3 thẻ Trần Thị Thu Trang khai mua trên mạng, 3 thẻ công tác truyền hình Việt Nam trực tiếp TVO, thẻ giả, 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27 triệu 200 nghìn đồng, 500 đô la Mỹ, một số trang sức gồm 6 dây chuyền, 5 nhẫn vàng và 22 vòng tay đính đá quý, hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Khoảng đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng chưa rõ lai like lịch, quen qua ứng dụng Telegram, lập website tên wwwdesk.live, mục đích làm sàn giao dịch. Cùng trang toàn tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo. Các đối tượng kêu gọi nhiều người ở các địa phương Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau tham gia đầu tư tiền ảo USDT trên sàn Worldex.live. Ngày 13 tháng 11 năm 2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live cho sập sàn, chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với tổng số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Tháng 12 năm 2023, Tuấn mở sàn mới tên GTG.global để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com, do người Đài Loan, Trung Quốc điều hành. Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy, từ tháng 12 năm 2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch cá cược của riêng Tuấn là hơn 207,5 tỷ đồng. Kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ 64 điện thoại di động, hai máy tính xác định trang web đánh bạc. www.bk8inter.com được nhóm đối tượng người nước ngoài lập điều hành tại nước ngoài. Nhóm này cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng, thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và tổ chức đánh bạc đối với một đối tượng người nước ngoài đánh bạc đối với huỳnh ngọc tuấn làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức đối với trần thị thu trang công an tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tại sàn giao dịch gtg global phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra xác minh truy bắt các đối tượng có liên quan Sáng 30 tháng 9, cô giáo Trương Phương Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trên 3, trường tiểu học Trường Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, người bị phản ánh xin phụ huynh ủng hộ tiền mua máy tính, đã lên tiếng về vấn đề liên quan. Cô Hạnh nói mình bị mất máy tính ngay tại trường trong năm học 2022-2023. Thời điểm này, cũng có một số giáo viên khác bị mất tài sản ngay trong trường. Tới năm học này, lớp 4 trên 3 được trang bị TV, nên cô muốn có máy tính mới để soạn bài và kết nối với TV để giảng dạy. Cô Hạnh chia sẻ, tôi không xin ý kiến hiệu trưởng từ đầu về việc này, vì nghĩ xin mua laptop là việc bình thường, đúng chủ trương xã hội hóa giáo dục, nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều người cũng làm như vậy. Tôi không cào bằng mà dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, nếu không có máy tính thì TV để không sẽ rất lãng phí. Liên quan đến vấn đề hiệu trưởng và ban giám hiệu chỉ đạo, không được nhận tiền từ phụ huynh, cô Hạnh cho biết đã tạo một bình chọn để hỏi ý kiến ba mẹ các em học sinh trong lớp. Theo đó cô giải thích, tất cả phụ huynh đều đồng ý hỗ trợ tiền mua laptop trong cuộc họp phụ huynh trước đó nên tôi không có cớ để không nhận. Tôi tạo bình chọn là có cớ để từ chối vì đã có người phản ánh lên nhà trường thì sẽ có người không đồng ý. Nữ giáo viên cho rằng mình bị phụ huynh thừa kiện vì không nhận máy tính. Cô khẳng định nếu tôi đồng ý nhận thì mọi việc đã không ồn ào. Sau đó khi có ba phụ huynh bày tỏ ý kiến không đồng ý, cô Hạnh đã hỏi phụ huynh của bé nào. Giải thích vấn đề trên cô nói trong lớp có 38 phụ huynh nhưng nhóm lên đến 47 người nên cô giáo không biết ai là ai tôi muốn hỏi phụ huynh này để ai biết thôi nhiều người nghĩ là tôi dỗi nhưng tôi không giận dỗi gì phụ huynh tôi vẫn yêu thương giảng dạy các con bình thường về nội dung không soạn đề cương cô giáo hạnh cho rằng đây không phải là nhiệm vụ của giáo viên chứ cô không giận dỗi gì phụ huynh sau sự việc không ủng hộ tiền mua máy tính theo thông tin mới nhất đại diện chi cục kiểm lâm thành phố hồ chí minh cho biết đơn vị đã tiếp nhận một con kỳ đà hoa nặng khoảng 8 kg do một người dân ở thành phố Thủ Đức tự nguyện giao. Theo đó, chiều 26 tháng 9, một người khách nước ngoài thuê căn hộ cao cấp tại phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, phát hiện con vật lạ đang lặn sâu dưới đáy khu vực hồ bơi thuộc khuôn viên khu căn hộ. Vị khách hoảng hốt trình báo cho phía đơn vị quản lý căn hộ biết, sau đó con vật được bảo vệ bắt giữ đưa lên khỏi hồ bơi. Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, ngụ thành phố Thủ Đức quản lý tại phòng lễ tân khách hàng của công ty, địa chỉ tại phường Thảo Điền. Sau khi kiểm tra, soi chiếu thông tin, thì phía đơn vị mới biết con vật trên là kỳ đà quý hiếm. Theo cán bộ tri cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh, con vật được người dân tự nguyện bàn giao là kỳ đà hoa nặng khoảng 8 kg, giới tính cái, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm ông Hiếu đã liên hệ và tự nguyện giao kỳ đá trên cho Tri Cục Kiểm Lâm thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn con vật được chăm sóc tốt để sớm thả về môi trường tự nhiên. Lúc 4 giờ 40 phút ngày 29 tháng 9, các tay săn ảnh tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định đã ghi nhận được hình ảnh sao chổi C2023A3 xuất hiện sau 80.000 năm tuyệt tích. Sao chổi này có nguồn gốc là đám mây Oort thường được ví như vùng tăm tối của hệ mặt trời, một vành đai nằm ngoài rìa của hệ, với rất nhiều tiểu hành tinh và sao chổi băng giá, theo những tay săn ảnh tại thành phố Quy Nhơn để ghi nhận được hình ảnh sao chổi C2023A3 ở nơi ô nhiễm sáng, có nhiều ánh đèn đường và đèn nhà dân thì sẽ rất khó thấy. Để quan sát tốt được sao chổi này, nên chọn vùng tối thoáng đãng ở cách xa đèn nhân tạo, để mắt mình quen với bóng tối khoảng 10 phút rồi hướng mắt về vùng trời phía đông đông nam ở ngay trên đường chân trời. Quan sát kỹ, bạn sẽ thấy một ngôi sao có cái đuôi dài và sáng đó chính là sao chổi C2023A3. Tờ sci Daily cho biết, theo các tính toán, sao chổi C2023A3 hay còn gọi là Chư Chinh San Atlas dự kiến sẽ đạt đến điểm gần trái đất nhất vào ngày 12 tháng 10, điểm cận nhật gần mặt trời nhất ngày 27 tháng 9 cho đến ngày 2 tháng 11. Sao chổi C2023A3 có thể đạt độ sáng tương đương sao bắt đầu và mọi người có thể quan sát được. Vào đầu năm 2023, con người bất ngờ phát hiện ra sao chổi C2023A3 tại đài quan sát ở Nam Phi và Trung Quốc và nhanh chóng khơi dậy sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng thiên văn học. Trong tương lai, sao chổi C2023A3 có thể trở thành một trong nhiều đối tượng thiên văn quan trọng nhất của thập kỷ. Đặc biệt, vật thể này cung cấp một cửa sổ để chúng ta hiểu thêm về đám mây óc bí ẩn. Ảnh chụp sáng 29 tháng 9 tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định về sao chổi C2023A3 San Atlas đang tiến gần đến trung tâm của hệ mặt trời hơn quỹ đạo của sao kim. Theo nhà thiên văn học John T. Hockner của Đại học Nam Queensland, C2023A3 đang từ từ tiến vào bên trong hệ mặt trời. Sau ngày mùng 2 tháng 10, sao chổi sẽ bị ánh sáng mặt trời che khuất và nó sẽ xuất hiện trở lại trên bầu trời đêm của Bắc Bán Cầu kể từ ngày 12 tháng 10 ở gần đường chân trời phía Tây ngay sau khi mặt trời lặn. Nếu nó sống sót sau cuộc chạm trán với mặt trời, Sao Chổi sẽ có một màn trình diễn tuyệt vời trên bầu trời đêm vào giữa tháng 10 năm nay. Tối 29 tháng 9, khi gần kết thúc chương trình nghệ thuật sân khấu hóa nhằm kêu gọi chung tay ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3, bão Iagi, bà Nguyễn Phương Hằng thổ lộ với các khán giả rằng từ nay bà sẽ không bao giờ tổ chức một cuộc livestream nào nữa. Theo đó, bà Hằng cho biết, từ nay trở đi, tôi sẽ không bao giờ tổ chức một cuộc livestream nào hết vì sức người có hạn, cuộc chơi quá dài, tôi còn chồng con, bản thân tôi nữa, cho nên tôi xin khép lại và tôi xin xuất hiện ở Đại Nam nếu cần. Chủ nhật tuần tới, tuần tới, tuần tới nữa, tôi sẽ cháy hết mình với quý vị. Được biết, bà Hằng đã thay mặt công ty Đại Nam góp số tiền 10 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bởi lũ lụt. Khu du lịch Đại Nam cũng mở cửa miễn phí cho người dân đến tham quan. Đông đảo khách du lịch đã đổ về chật cứng khu du lịch Đại Nam, bãi gửi xe của khu du lịch quá tải. Người dân phải gửi xe ở xa và chấp nhận đi bộ cả cây số để vào tham quan. Theo thông báo của khu du lịch Đại Nam trước đó, vào các ngày 29 tháng 9, mùng 6 tháng 10, 13 tháng 10 và 20 tháng 10, khu du lịch Đại Nam sẽ hoàn toàn miễn phí vé vào cổng. Vé các dịch vụ vui chơi như khu biển, khu vườn thú, khu trò chơi, khu trường đua, xe điện phục vụ di chuyển cho tất cả người dân đến tham quan, vui chơi, thưởng lãm tại khu du lịch Đại Nam. Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng, Lâm Đồng vừa tổ chức buổi làm việc giữa các bên liên quan để thỏa thuận phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trên đàn bò sữa phát bệnh do tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục. VDNC của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương Navetco. Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Kim Lan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương Navetco cho hay, từ năm 2023, Vaccine phòng bệnh VDNC của công ty đã được Cục Thú y cấp giấy chứng nhận lưu hành. Từ đó đến nay, công ty đã cung cấp hơn 300.000 liều vaccine được sử dụng tại 30 tỉnh thành trong toàn quốc. Bà Lan cho biết, mức giá bồi thường bò chết có đầy đủ hồ sơ và thông báo mức giá bồi thường cho từng loại bò. Theo bà Lan, thời điểm tính bồi thường hỗ trợ được xác định từ 16 giờ ngày 26 tháng 9, yêu cầu bên nhận bồi thường hỗ trợ cam kết không khiếu nại hay có bất cứ tranh chấp gì liên quan đến số lượng bò và số tiền bồi thường, hỗ trợ sau khi đã nhận tiền. Cũng theo bà Lan, phương án khắc phục sự trên đã được đưa ra sau khi đã tìm hiểu, cân nhắc trên các thông tin và tư vấn thực tế từ các công ty chăn nuôi và các hộ chăn nuôi trên địa bàn đồng thời xét khả năng tài chính và phương án khả thi cao nhất mà công ty có thể thực hiện. Tuy nhiên, sau khi nghe mức giá bồi thường hỗ trợ, các hộ chăn bò có bò chết bệnh sau khi tiêm vaccine phòng bệnh VDNC của công ty cổ phần thuốc thú y trung ương Navetco cho rằng mức đền bù quá thấp so với những thiệt hại. Tại buổi làm việc, có 18 ý kiến của các hộ dân cho biết đàn bò sữa là nguồn thu nhập của họ và những con đang phục hồi thì sản lượng sữa bị giảm rõ rệt. Ngoài ra, nhiều hộ dân vẫn đang phải vay nợ ngân hàng. Nợ trả chưa xong, giờ lại xảy ra sự việc. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, chú thôn Bồng Lai cho hay, thời điểm tính bồi thường, hỗ trợ được xác định từ ngày phát sinh ca bệnh đầu tiên 16 giờ ngày 26 tháng 9 là không thỏa đáng. Bởi sau khi tiêm vaccine, bò còn bị di chứng rất lâu, ảnh hưởng đến các thế hệ sau, chứ không phải chỉ đến ngày đó Bà Loan nói, chúng tôi đề nghị công ty bồi thường, hỗ trợ thiệt hại một cách thỏa đáng để các hộ có điều kiện khôi phục chăn nuôi. Tại buổi làm việc, chúng tôi cũng đã thống nhất đề xuất mức bồi thường, hỗ trợ theo từng loại bò bị thiệt hại đến công ty. Kết luận buổi làm việc, ông Lê Nguyên Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng, đề nghị công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco tiếp thu các ý kiến của các hộ dân đã nêu và sớm xem xét bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng lưu ý, bà con giả soát, xem xét lại từng phương án mà công ty đã đưa ra, đồng ý nội dung nào thì phản hồi trước để các cơ quan có thẩm quyền biết và có ý kiến báo cáo với cấp trên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng đề nghị các cơ quan chính quyền địa phương cần tiếp tục hoàn chỉnh các hồ sơ theo yêu cầu để đảm bảo các thủ tục chi trả cho các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của người dân. Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm, cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng không được đặc xá lần này. Thông tin trên được Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an đề cập tại buổi họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước sáng 30 tháng 9. Theo quyết định số 597, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 3.763 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và hai người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2024. Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong số phạm nhân đặc xá lần này có 64 người phạm tội giết người, 205 người phạm tội các tội về ma túy, 91 người phạm tội hiếp dâm, 156 người phạm tội về cướp giật tài sản, 77 người phạm tội về trộm cắp, 403 người phạm các tội về trật tự quản lý kinh tế, 275 người phạm các tội về chức vụ và 2.494 người phạm các tội khác. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm nói, các ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư tỉnh ủy Hải Dương, Đinh La Thăng, cựu Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh không nằm trong danh sách được đặc xá đợt này. Thông tin về số phạm nhân nước ngoài được đặc xá, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết, theo quy định đặc xá của Chủ tịch nước, có 20 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài, 19 nam và 1 nữ được đặc xá. Trong số này gồm 9 người Trung Quốc, 3 người Lào, 2 người Campuchia, 2 người Mỹ và một người Nam Phi, một người Ấn Độ, một người Ireland. Ông Đỗ Hùng Việt nói, 20 phạm nhân nước ngoài được đặc xá gồm nhiều tội danh như giết người, buôn lậu, tổ chức đánh bạc, tổ chức cho người ở lại Việt Nam phi pháp, vân vân. Theo Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt, sau khi các trường hợp này được đặc xá, Bộ ngoại giao sẽ gửi công hàm đến cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan đại diện lãnh sự ở các nước để đề nghị phối hợp với cơ quan chức năng Việt Nam tiếp nhận người đặc xá, triển khai thủ tục đưa những người này trở về nước hoặc đến nơi cư trú phù hợp. Sáng ngày 30 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tái mở phiên sơ thẩm tuyên bị cáo Tạ Duy Khanh, 39 tuổi, chú xã Đồng Thái, huyện Kiến Sương, Thái Bình. Tại tòa, Tạ Duy Khanh khai từ năm 2021 thông qua bạn bè, hội nhóm các chị em làm dịch vụ tiếp rượu có quen biết chị Nhi. Năm 2022, bị cáo cho chị Nhi vay 60 triệu đồng chia hai lần. Lần đầu Khanh cho cô gái vay tiền mặt 15 triệu đồng, lần hai là chuyển khoản 45 triệu đồng. Khi gọi điện đòi nợ bị hại không nghe máy nên Khanh gọi đi tiếp rượu khách. Lúc có hơi men trong người không làm chủ được bản thân đã ra tay sát hại. Khanh khẳng định việc gây án do bị cáo tự làm, không trao đổi bàn bạc với ai, không liên hệ với vợ con. Sau khi phi tang thi thể chị Hồ Yến Nhi ở sông Hồng, Khanh vứt hết đồ đạc tài sản của nạn nhân rồi về nhà bố mẹ tại tỉnh Thái Bình. Khi về nhà, bị cáo chỉ muốn chết vì xấu hổ. Bị cáo sai trái quá nhiều nên chỉ tìm cách chết, Khanh nói. Với tính chất phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Tạ Duy Khanh về tội giết người, 5 năm tù tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt bị cáo lĩnh án tử hình. Về dân sự, Tạ Duy Khanh buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 334 triệu đồng. Cáo trạng thể hiện, Khanh làm dịch vụ giới thiệu các nhân viên nữ ngồi tiếp rượu với khách có nhu cầu tại địa bàn Hà Nội. Từ đó, Khanh quen với Hồ Yến Nhi, sinh năm 2006, từng là Á Khôi hai cuộc thi sắc đẹp năm 2022. Bị cáo nhiều lần môi giới cho chị Nhi đi tiếp rượu với khách, giá 2 triệu đồng một lần 4 giờ, anh ta được hưởng tiền 25% trong đó. Tháng 4 năm 2022, Khanh cho chị Nhi vay 60 triệu đồng, lãi 2.000 đồng một triệu mỗi ngày. Đến cuối năm, chị Nhi mới trả cho Khanh 2 triệu tiền lãi và 3 triệu tiền gốc, dù Khanh đòi nợ như nhiều lần nhưng không được. Chiều ngày 10 tháng 10 năm 2023, Khanh gọi điện thoại cho chị Nhi, nói dối có khách muốn gặp chị. Thực chất, cơ quan điều tra xác định mục đích Khanh gặp chị Nhi để đòi nốt số tiền còn lại. Sau khi ăn uống cùng khách, Khanh và chị Nhi mâu thuẫn về khoản nợ. Trong lúc tức giận, bị cáo đâm chị Nhi tử vong tại chỗ. Gây án xong, Khanh nảy sinh ý định mang xác chị Nhi ra sông Hồng Vứt để che giấu hành vi phạm tội anh ta tìm một thùng xốp kích thước lớn mang vào cửa phòng vệ sinh do thi thể chị nhi không vừa thùng xốp khanh phân thi thể nạn nhân cho vào thùng dán kín bằng băng dính sau khi rửa vết máu làm sạch hiện trường, Khanh gọi taxi đến rồi nhờ tài xế lên căn hộ bê nhờ thùng ối, thực ra là thùng chứa thi thể cô thiếu nữ. Taxi di chuyển qua cầu Thanh Trì, Khanh thấy đông người khó phi tang nên yêu cầu tài xế quay về khu vực sông Hồng ở Bát Tràng huyện Gia Lâm. Tại đây, Khanh thanh toán tiền, chợt lái xe rời đi mới bê thùng xốp xuống mép sông, cởi quần áo để bơi đẩy ra xa bờ khoảng 30 mét, kè đá lên. Về tài sản của chị Nhi gồm hai điện thoại iPhone và Samsung, bị cáo đem vứt xuống cầu Thanh Trì phi tang. Những ngày sau, khanh nhiều lần quay lại hiện trường phủ vải lên thùng đựng thi thể, đổ xi măng bịt lại. Đến hôm 13 tháng 10 năm 2023, một người đang sửa cần cẩu tại mép bờ sông Hồng phát hiện một phần thi thể của nạn nhân nên báo công an. Sau 3 ngày vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ khanh. Đại diện gia đình nạn nhân Yến Nhi khẳng định nạn nhân không làm nghề tiếp rượu, không vay tiền của Tạ Duy Khanh. Cô gái từng đi thi hoa hậu đạt giải Á Khôi nhưng không công khai thông tin này. Gia đình không khó khăn đến mức con gái tôi phải đi vay tiền. Con tôi mất rồi, tôi không đòi hỏi điều gì, tất cả xử lý theo quy định của pháp luật. Người thân Hồ Yến Nhi nói trong bức xúc. Đọc bản án, hội đồng xét xử đánh giá, hành vi phạm tội của Tạ Duy Khanh có tính chất côn đồ man dợ, cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Theo Cổng Thông tin Điện tử Phú Thọ, Đại tá Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Quốc phòng, và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thanh Hải cùng chủ trì hội nghị triển khai các phương án tiếp theo trục vớt nhịp cầu và tìm kiếm người mất tích trong sự cố sập cầu Phong Châu. Tại hội nghị, các đơn vị đã phân tích những khó khăn trong việc khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu như mực nước sâu gần 20 mét, tốc độ dòng chảy cao, vân vân khiến công tác tìm kiếm nạn nhân và trục vớt cầu còn chưa như mong đợi. Theo đó, Đại tá Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Quốc phòng yêu cầu đội binh chủng đặc công huy động lực lượng tìm kiếm khoảng 20 người, trong đó có 15 người nhái tình nguyện nhất tiến hành ra soát tổng quan khu vực cầu bị sập với bán kính rộng 10 km, xác định rõ các khu vực nước xoáy, luồng chảy, huy động phương tiện xác định mục tiêu tìm kiếm. Lãnh đạo Cục Cứu Hộ Cứu Nạn cho rằng công tác tìm kiếm cần triển khai thực tế theo kết quả mà người nhái lặn tìm kiếm khu vực cầu sập, đồng thời tìm kiếm theo địa chỉ thông tin người dân cung cấp, hàng ngày phải có thông tin về tiến độ triển khai. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cần phối hợp với các đơn vị tham gia xây dựng kế hoạch, phương án trục vớt, tìm kiếm cụ thể. Quá trình tìm kiếm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ chủ trì hiệp đồng với các lực lượng làm nhiệm vụ gồm quân chủng hải quân, đặc công, công binh bảo đảm điều kiện ăn ở, người phục vụ, phương tiện, trông giữ trang thiết bị tại bến vượt cầu phao. Đại tá Châu cũng đề nghị tỉnh Phú Thọ cần phối hợp các đơn vị tham gia xây dựng kế hoạch, phương án trục vớt, tìm kiếm cụ thể, tránh gây bức xúc cho người dân. Trong khi đó, cấp ủy, chính quyền và các ban ngành tỉnh Phú Thọ sẽ phối hợp làm tốt công tác thông tin, chính xác kịp thời, thực tế công tác tìm kiếm, tuyên truyền, giải thích để động viên tinh thần các gia đình có người thân mất tích, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, tư tưởng của người dân, sẵn sàng xử trí khi có tình huống xảy ra. Đại tá Phạm Hải Châu khẳng định, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Bộ Quốc phòng sẽ hỗ trợ tối đa để tỉnh Phú Thọ sớm tìm kiếm nạn nhân mất tích và trục vớt nhịp cầu bị sập. Theo bản tin dự báo gió mùa đông bắc của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển ở phía bắc xuống phía nam. Khoảng gần sáng ngày 1 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía tây bắc bộ, bắc trung bộ và một số nơi ở trung trung bộ. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Trong đợt không khí lạnh này, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển mát, đêm và sáng sớm trời lạnh. Riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 22 độ C, vùng núi từ 17 đến 19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Ở Nghệ An đến Hà Tĩnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 độ C đến 23 độ C. Nhận định về xu thế thời tiết 10 ngày tới, cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm ngày 1 tháng 10 đến ngày 9 tháng 10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời mát, đêm và sáng sớm trời lạnh. Riêng vùng núi, từ ngày mùng 2 tháng 10 đến ngày mùng 4 tháng 10, đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày mùng 3 tháng 10, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Tối 29 tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, đã có buổi giao lưu đặc biệt với hàng nghìn người tại trường đua thuộc khu du lịch Đại Nam trên sóng livestream trực tiếp diễn ra trước đông đảo người dân chứng kiến, CEO Nguyễn Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng và con trai đã trao biển tượng trưng ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng giúp đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ. Bà Hằng cho biết số tiền này sẽ được gửi trực tiếp đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ người dân do thiệt hại nặng nề bởi thiên tai trong thời gian vừa qua. Phát biểu tại sự kiện cùng với việc tuyên bố không livestream nữa, bà Phương Hằng cho biết tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi được quay trở lại cuộc sống thường nhật và điều hành các hoạt động của công ty. Hơn hết tôi cảm thấy có trách nhiệm khi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn sau những trận bão lũ. 10 tỷ đồng này là sự đóng góp từ tấm lòng của tôi và chồng tôi với mong muốn chia sẻ nỗi đau của người dân. Không chỉ dừng lại ở việc ủng hộ 10 tỷ đồng, CEO Nguyễn Phương Hằng còn gây ấn tượng mạnh khi tuyên bố nếu bây giờ có ai sẵn sàng bỏ ra 1.000 tỷ đồng để mua chiếc nhẫn kim cương này, tôi sẽ ngay lập tức gửi toàn bộ số tiền đó vào Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tôi xin hứa danh dự sẽ công hiến trọn vẹn số tiền này cho công tác từ thiện. Ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Nguyễn Phương Hằng cũng khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối dành cho vợ mình. Ông nói, tôi ủng hộ vợ tôi cả hai tay vì tất cả những gì chúng tôi làm đều vì người nghèo, vì đồng bào đang gặp khó khăn sau cơn bão lũ. Và cũng tại đây, con trai của vợ chồng CEO Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Hằng Hữu, 12 tuổi, ủng hộ thêm số tiền 35 triệu đồng. Trước đó, ông Huỳnh Uy Dũng đã ủng hộ 5 tỷ đồng cho Quỹ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp đỡ đồng bào miền Bắc sau cơn bão số 3. Cùng số tiền 10 tỷ đồng lần này và 35 triệu đồng của con trai đã nâng tổng số tiền gia đình bà Hằng đóng góp lên con số hơn 15 tỷ đồng. Sáng ngày 29 tháng 9 vừa qua, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại quốc lộ 2, km 51, thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang có 7 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và 11 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 6 phương tiện đang lưu thông, bị hàng nghìn mét khối đất đá sạt, đẩy xuống ta lưu âm, trong đó có một xe khách, hai xe tải, ba xe con và nhiều xe máy. Chị Trang, sống ở Hà Nội, đón xe khách từ Hà Giang về Hà Nội vào đúng buổi sáng xảy ra sự cố kinh hoàng. Khoảng 8 giờ, khi ô tô đi qua km 52, đất đá mới đổ ập xuống một hộ gia đình và chưa tràn ra đường. Thời điểm đó, nước mưa từ trên núi chảy xuống lênh láng các phương tiện phải di chuyển rất chậm. Theo chị Trang, vì tắc đường kéo dài 30 phút, tài xế tưởng phải quay đầu. Tuy nhiên, nhờ sự điều tiết của lực lượng chức năng, chiếc xe khách vẫn qua được khu vực Việt Vinh. Nhớ lại sự việc, chị Trang vẫn chưa khỏi sợ hãi. Xe vừa qua địa điểm đó 15 phút thì đất đá sạt xuống mạnh hơn, đè sập thêm nhà dân và xe cộ. Phụ xe báo tin về sự việc, các hành khách trên xe đều hú hồn, cảm thấy quá may mắn, chỉ cần sớm một chút nữa có thể chính chúng tôi đã gặp nguy hiểm tính mạng. Cùng cảm xúc với chị Trang, anh Nguyễn Điệp, sống ở tỉnh Tuyên Quang, là tài xế và cũng may mắn thoát nạn trong sự việc sạt lở cho biết. Sự việc thảm khốc diễn ra rất bất ngờ trong khoảng thời gian ngắn. Thời điểm đó, anh lái xe đầu kéo chạy hướng từ Vị Xuyên, Hà Giang về Đoan Hùng, Phú Thọ. Trên đường di chuyển, mưa lớn không ngớt. Gần đến km 52 quốc lộ 2 thuộc địa phận xã Việt Vinh, đường bị tắt nên anh Điệp xuống xem xét tình hình nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng. Anh Điệp chia sẻ, lúc tôi xuống xe, không nghe tiếng động gì, bỗng nhiên mọi người bất ngờ hô hoán, sạt lở rồi, chạy ngay đi. Tôi vội vàng mở cửa, nổ máy, cố gắng tiến thêm được 30 mét, thì đất đá sập xuống, tại vị trí phía sau, cách xe tôi khoảng 50 mét. Quay đầu lại, anh Điệp nhìn thấy ô tô dồn vào nhau, nhà cửa tan tành, xe cộ bẹp rúm, biến dạng. Xe chở khách bị lật nghiêng do sức nặng của đất đá. Mỗi khi nhớ lại hình ảnh về vụ sạt lở tài xế này vẫn không khỏi ám ảnh, cảm thấy bản thân quá may mắn khi thoát chết trong gang tấc. Chỉ cần chậm một chút, có thể tôi và chiếc xe cũng bị đất đá chôn vùi. Những hình ảnh đúng là chỉ thấy trên phim, mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá khủng khiếp. Tại thời điểm xảy ra sạt lở, nhiều người và phương tiện đang di chuyển trên đường. Lực lượng chức năng đề nghị người dân có thân nhân di chuyển qua hiện trường. Vào thời điểm đó, hiện chưa liên lạc được hoặc mất tích, báo ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số điện thoại 114 hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất. Trình bày trước tòa về phương án khắc phục 30.000 tỷ đồng thiệt hại cho 35.824 trái chủ đã mua các gói trái phiếu khống do bị cáo và đồng phạm phát hành. Bà Trương Mỹ Lan nói đồng ý sử dụng tài sản cá nhân và gia đình để khắc phục, trong đó có các bất động sản. Một trong các dự án bà Lan nói sẽ sử dụng khắc phục hậu quả là siêu dự án Amigo nằm tại khu tứ giác vàng Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng, đối diện tòa nhà Times Square, cùng nằm trên đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích khu đất này là hơn 1,3 hecta, trong đó đất thuộc sở hữu cá nhân tư nhân 8.342 m2, đất nhà nước đang quản lý hơn 2.815 m2. Đến nay, nhà đầu tư đã thỏa thuận đền bù cho các hộ dân với diện tích 7.931 m2. Trong số này, công ty cổ phần đầu tư Vạn Thịnh Phát có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2019 m2. Đất nhà đầu tư đã ký biên bản thỏa thuận với các hộ dân là 5 912 m2. Theo bà Lan, Amigo là có tổng giá trị gấp 3 lần so với tòa Times Square và sẽ mang lại nhiều giá trị về lao động, kinh tế nhưng chậm do phải đấu giá. Bà nói trước khi mình bị bắt thì chính phủ đã đồng ý cho tái khởi động dự án này. Nhưng nếu tiền khắc phục ở giai đoạn 1 còn dư thì gia tộc không cần đến việc mang dự án này ra khắc phục, sẽ dùng góp phần xây dựng trường học. Bà Lan nói thêm đây là dự án được chính phủ cho chủ trương đầu tư thuộc pháp nhân của Vạn Thịnh Phát và đền bù suốt 20 năm qua. Chỉ còn khoảng mười mấy phần trăm nữa là hoàn tất. Bà Lan cho biết dự án nằm đối diện với Times Square, dự kiến sẽ là một công trình tầm cỡ quốc tế. Bị cáo đồng ý mang Amigo ra để khắc phục hậu quả vụ án. Theo thông tin công bố trên website của Vạn Thịnh Phát ở thời điểm 2017 đến 2018, tại khu tứ giác vàng, Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng, tập đoàn này sẽ phát triển dự án tòa nhà phức hợp Amigo, hứa hẹn trong tương lai sẽ là biểu tượng kiến trúc mới của thành phố Hồ Chí Minh, một công trình đẳng cấp thế giới. Thời điểm đó, tòa nhà này chưa có thông tin về số tầng, chiều cao nhưng phối cảnh cho thấy Amigo cao vượt Biteco Financial Towers 68 tầng. Trước năm 2018, Biteco Financial Tower là tòa nhà cao nhất thành phố Hồ Chí Minh. Siêu dự án Amigo được bà Lan kêu gọi nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào hợp tác trước khi bà bị bắt, có giá trị khoảng 100.000 tỷ đồng, được chính phủ cho chủ trương đầu tư vào năm 2007. Dự án này nằm giữa hai tòa tháp văn phòng hạng sang ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là Sunwa Tower và Biteco Financial Tower. Công trình lớn nhất trong dự án này là khách sạn Sài Gòn Prince thuộc sở hữu của Vinametric, một doanh nghiệp đã được phía Bà Lan mua lại từ nước ngoài. Theo dự thảo giá đất của Sở Tài nguyên Môi trường công bố hồi tháng 7 năm 2024, mỗi mét vuông đất đường Nguyễn Huệ có giá 810 triệu đồng, đường Ngô Đức Kế giá đất 440 triệu đồng một mét vuông, đường Huỳnh Thúc Kháng nơi có dự án này, giá đất khoảng 462 triệu đồng một mét vuông, còn Hồ Tùng Mậu là 344 triệu đồng một mét vuông.